Cái gì mà chưa đánh đã xác định thua rồi mọi người sao á? Tài Văn, hello anh. Mọi người bị làm sao ấy? Hello Tài Văn nha. Chơi nè. Hay là do cái gói này ta? Ồ, nó cao quá. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch Thiên sẽ rút Dương, trận sau đầu 5 đầu giây. thắng tóc lau là do tóc lau gà hay mình hay vậy anh? Là sao? Anh không biết, anh không có solo lâu thường anh không biết, anh không trả lời nhé. Hoàng Nguyên, thì mọi người ạ, à, chúc mọi người buổi trưa xem stream vui vẻ nha. Ồ, có gì dâm nào ấy? Tùng Chu, đu lên cột điện đi anh. Ê, nó hết lát rồi nè mọi người. Nó hết giật rồi nè, vậy giờ mới để ý nha là hết giật rồi đó. Bởi game bất ổn quá. Lê, canh tầm C2 sao cho không hụt vậy anh? Anh hụt suốt rồi đừng hỏi anh mất công. Tấn công tướng địch G. Nguyễn Đoàn Đức Minh vừa nói dứt cái lại giật. Tiến công. Giật bây giờ là phong trào rồi. Ôi, hello Tú, chúc tôi buổi tối tốt lành, hay quá. Còn con Lily nữa kìa. No, anh ơi, nó tự tử. Ôi, luôn á. Trần Hoàng Nam đang đi đơn hay đi dưới khán giả vậy anh? Đi đơn à? Không, đây không xài nhạc nha. Không, tí like không cho like xài nhạc nha. Chưa anh âm ba đêm niệm sẽ chia một cái quán tính hay sao á. Nguyễn Đoàn Đức Minh, chị Linh đoán vận mệnh trận này giúp em ạ. Ôi. Quân Vũ quá ghê gớm. Thôi không sao đi, tạo tiền đề đi. Bảo Hồng gì? Bảo Hồng là bà nào? Trong nhà ta làm gì có Bảo Hồng nào? Alo tụi bay. Linh Linh, mọi người bị giật lát kiểm tra lại đường truyền mạng nhé. Không, trong game giật á cháu yêu. Tài Văn, trợ lý anh á, mặt cười nhuộm ruột. Trợ lý nào? Bạn đó không, nếu mà Trang thì nó không còn làm trợ lý của anh rồi nha. Trang không còn là trợ lý của anh rồi nha.
Linh Linh, sao em thấy bình thường nhỉ? Khổ quá luôn á. Một thằng, hai thằng còn được đi chợ, nhưng mà năm thằng thì trời ơi, trời ơi. Năm thằng thì tôi chạy niềm tin à. Đỗ Quang Long, lâu rồi mới xem anh like đó. Ừ, giờ coi lại.